sán ruột là bệnh lý tiêu hóa thường gặp ở trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh. Song, đây lại là một bệnh nguy hiểm dễ gây ra những biến chứng có thể dẫn tới tử vong ở trẻ nhỏ, đặc biệt hơn khi bệnh này có những triệu chứng dễ nhầm lẫn với những căn bệnh khác. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận một trường hợp bé sơ sinh bị xoắn ruột non với những triệu chứng rất khó phát hiện. Trước đó, sau sinh 1 giờ, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn, bỏ bú, bụng trướng. Kết quả khám và xét nghiệm cận lâm sàng, hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị xoắn ruột trung tràng, bé được phẫu thuật cấp cứu ngay sau đó. Sau sinh được xuất hiện là trẻ có nôn, bỏ bú không đi ngoài, bụng trướng và được bệnh viện phụ sản chuyển sang bệnh viện nhi chúng tôi. Đến đây chúng tôi được thăm khám và có một cái trẻ có cái dấu hiệu tắc ruột và chúng được thăm khám cận lâm sàng thì là chúng tôi phát hiện ra là trẻ có tắc ruột, chụp X quang bụng và siêu âm bộ khu bụng, trẻ có dấu hiệu xoáy nước trong cái siêu âm, đấy là một cái gợi ý của xoắn ruột và chúng tôi cho làm các xét nghiệm và được tiến hành phẫu thuật trước 6 giờ. Theo tiến sĩ bác sĩ Trần Anh Quỳnh, phó giám đốc trung tâm ngoại tổng hợp, trưởng khoa ngoại tiêu hóa, bệnh viện Nhi Trung ương, nếu bỏ qua thời gian vàng để có thể cứu đoạn ruột bị xoắn, ruột có nguy cơ bị hoại tử phải cắt bỏ. Không chỉ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của trẻ và thậm chí có nguy cơ tử vong do sốc nhiễm trùng, nhiễm độc là rất cao. May mắn, bệnh nhi được chẩn đoán và xử trí kịp thời khi ruột chưa bị hoại tử. Bệnh nhân có một cái tình trạng xoắn trung tràng, xoắn ruột bẩm sinh tiên thiên. Tuy nhiên, cái quai ruột này, toàn bộ ruột này được đang còn hồng, không bị hoại tử, chúng tôi chỉ tháo xoắn, cắt dây chẳng lát tải trọng mạch treo và cắt ruột thừa và cố định manh tràng theo chiều của ruột. Như vậy sau khi phẫu thuật trẻ được diễn biến ổn định và trẻ được xuất viện sau 7 ngày. Theo tiến sĩ, bác sĩ Trần Anh Quỳnh, đối với người lớn, tình trạng xoắn ruột chủ yếu là do lạm dụng thuốc nhuận tràng và thuốc điều trị tâm thần hoặc đôi khi không xác định được nguyên nhân gây bệnh. Ở trẻ em, xoắn ruột non thường là do sự xoáy bất thường của ruột có thể xảy ra trong quá trình hình thành ruột non khiến ruột bị xoắn hoặc tắc nghẽn. Xoắn ruột thường gặp thì thường chủ yếu ví ở trẻ nhỏ là cái gặp thường gặp nhất là xoắn ruột do xoắn trung tràng do cái sự quay bất thường của ruột trong quá trình bào thai bắt đầu từ tuần thứ 10 của thời kỳ bào thai thì ruột bắt đầu xoay vì một cái lý do nào đấy mà toàn bộ ruột non và đại tràng xoay không đúng vị trí thì nó có thể gây ra tình trạng xoắn ruột. Thứ hai, cái ruột xoắn ruột thứ hai có thể là nguyên nhân là do xoắn một quai ruột hoặc là một vài quai ruột sau các cái phẫu thuật ổ bụng ở trẻ. Thứ ba nữa có thể là xoắn manh tràng hoặc là xoắn đại tràng xích ma. Thường cái xoắn manh tràng và đại tràng xích ma ở trẻ nhỏ thì hiếm gặp hơn. Những cái nguyên nhân này thường gặp ở trẻ người lớn và chủ yếu là do cái sự cố định không hoàn toàn của cái manh tràng hoặc là do táo bón ở đại tràng xích ma, táo bón ở trẻ thì gây ra cái thường gặp có thể là cái bệnh phình đại tràng bẩm sinh có thể gây xoắn đại tràng xích ma. Xoắn ruột có nhiều nguyên nhân nhưng xoắn ruột do ruột xoáy bất toàn là một bệnh lý bẩm sinh ở trẻ với tỷ lệ 1/6.000, nghĩa là cứ khoảng 6.000 ca sinh sống thì có một ca phát hiện ruột xoáy bất toàn. Khi còn là bào thai, ruột của em bé chưa xoay về đúng vị trí, có thể xoay giữa trường rồi ngưng, làm ruột xoắn dính, gây tắc ruột. Bệnh này rất khó phát hiện ở trẻ sơ sinh do biểu hiện của bệnh khó nhận biết, dễ nhầm lẫn với việc nôn chớ thông thường, nên trẻ thường nhập viện trễ. Đây là một tình trạng cấp cứu ngoại khoa khẩn cấp, cần được chẩn đoán và can thiệp sớm. Điều đó liên quan trực tiếp đến tiên lượng của bệnh nhi. Tuy nhiên, vì bệnh cảnh lâm sàng của xoắn ruột không phải lúc nào cũng rõ ràng, biểu hiện thường mơ hồ nên dễ nhầm lẫn với các bệnh lý nội khoa, rất dễ bỏ sót bệnh. Mặc dù với sự phát triển của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là siêu âm, đã góp phần nâng cao khả năng chẩn đoán so với trước đây. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng trẻ bú ít, quấy khóc hay nôn chớ là tình trạng rất thường gặp, nên hay chủ quan mà không biết rằng đây có thể là dấu hiệu cảnh báo xoắn ruột ở trẻ. Cái triệu chứng của xoắn ruột, thứ nhất là đầu tiên là trẻ sẽ có những cái cơn đau bụng từng cơn, đau dữ dội, rồi là trẻ có buồn nôn và nôn, bụng trướng, căng, rồi là sẽ bí trung đại tiện, và có nữa là da tím tái,
xanh nhợt, rồi là mạch có thể là nhanh nhỏ và đồng thời là trẻ có thể đi ngoài ra máu. Thì cái đấy là các cái triệu chứng của cái xoắn ruột. Các cái dấu hiệu ở trẻ em sơ sinh thường khác hơn so với trẻ lớn và người lớn. Thứ nhất là trẻ sơ sinh do cái sự vừa mới sinh ra, do các sự phát triển của các cơ quan, rồi các cái cơ quan như về hệ thống thần kinh tuần hoàn hô hấp, các cái tổ chức nó còn non, thì cái các cái triệu chứng của trẻ nó ít rầm rộ hơn so với trẻ lớn và người lớn. Tuy nhiên cái thời gian mà cái diễn biến của trẻ sơ sinh thì lại diễn biến rất là nhanh, làm cho cái triệu chứng và cái dấu hiệu là nặng hơn và gây nhiều cái nguy hiểm đến tính mạng hơn so với trẻ lớn và người lớn. Như vậy, xoắn ruột là một hiện tượng cần cấp cứu sớm, nếu không có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm, bởi xoắn ruột có thể làm nghẽn lưu thông máu đến ruột, dẫn đến hoại tử, nghiêm trọng hơn là viêm phúc mạc. Các biến chứng này sẽ đe dọa đến tính mạng của trẻ. Đa phần, bệnh nhi sẽ được chỉ định mổ xoắn ruột. Trong quá trình mổ, bác sĩ sẽ tiến hành tháo xoắn, sau đó mạch máu sẽ được tái lập để cấp máu cho đoạn ruột bị xoắn. Nếu đoạn ruột bị xoắn mất máu quá lâu, không thể hồi phục được, bác sĩ sẽ tiến hành cắt bỏ đoạn ruột bị xoắn, rồi nối hai đầu của hai đoạn ruột lại với nhau. Chính vì vậy, cha mẹ cần luôn theo dõi các triệu chứng bất thường của cơ thể trẻ, đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời nếu bị xoắn ruột.